Chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách làm sa tế đơn giản, nhanh, gọn, lẹ. Mời cả nhà cùng mình vào bếp nha. Hôm nay mình làm món sa tế này để ăn với bún bò Huế. Nào, mời cả nhà. Nguyên liệu để làm sa tế gồm có tỏi, hành tím, ớt tươi, sả. Tất cả đều băm nhuyễn nha các bạn. Rồi ớt khô, dầu điều, muối, đường. Mình bắt một cái chảo để dầu vào. Sau đó mình phi hành tỏi. Mình để sả băm nhuyễn vào. Lúc đầu mình để dầu hơi ít nha các bạn, nên mình thêm dầu nha. Phải để dầu nhiều nhiều một chút, tại mình làm sa tế. Rồi sau đó mình để ớt tươi vào. Ớt bột mình không có để chung với ớt tươi được nha các bạn. Tại vì lúc này chảo đang nóng nên mình để ớt bột là khi mình tắt lửa, mình đợi chút xíu đi mình để ớt bột vô nó sẽ ngon hơn. Rồi sau đó mình để dầu điều vào nha các bạn. Rồi sau đó mình thêm một ít nước lọc nha. Rồi mình thêm một chút xíu muối, một chút xíu đường thôi nha các bạn, vào trong sa tế nha, cho vị sa tế nó ngon hơn. Mong các bạn thông cảm giùm mình nha. Mình quên quay cái đoạn mà mình để muối và đường vào. Bây giờ mình để ớt bột vào, rồi mình khuấy đều lên. Rồi mình đã xong cái phần làm sa tế của mình rồi nha các bạn. Sa tế màu sắc đẹp, hấp dẫn. Các bạn hãy thử làm theo cách của mình nha. Bây giờ mình cắt chả để mình chiên, để mình chuẩn bị cho mình làm món bún bò Huế nha các bạn. Hôm nay là video này mình cũng giới thiệu các món ăn của mình, làm cho con trai của mình ăn. Tại vì lâu lâu em về giống như tất cả bao nhiêu gia đình khác, con cái mà đi đâu xa lâu lắm mới về là phải tranh thủ làm những món ăn mà em thích. Thích món gì là làm món nấy cho em ăn. Con gái.
tế nằm chẳng chưa? Rồi ba phải bưng làm cái mâm đi ba. Thôi bưng ngay đâu được rồi. Đời này thôi mà. Trong thủy sám văn có nói một câu như thế này. Có người nói rằng có kẻ làm lành thì lại khổ, có lẽ làm ác thì được vui. Nên cho cuộc đời này thiện ác bất phân. Ra mấy trái mình đi. Không còn ba cái đó. Đem lên ukulele nè. Không mà từ từ hả? Nó ăn có thịt. Nó ăn có thịt hả? Không biết. Con chị nó ăn vậy. Để đó cho mình ăn chút đi. Mà chua quá. Ủa, sáng không ăn gì hả? Ăn gì sao đói? Ăn bữa tí nữa, sao đói cho được. Nhiều á, nó chóc rồi, bụng chóc rồi. Dẫn nó đang bóc khói luôn nè. Giòn ngon lắm luôn. Con gái mình thì nó không ăn gì hết, nó chỉ ăn bánh thôi. Đó.
Con chào con chú anh chị ba các bạn. Xin chào ông bà con chú anh chị ba các bạn. Xin chào ông bà con chú anh chị ba các bạn. Cái đèn bao bóng gì đó. Đúng ra đó, không đúng ra các bạn là đèn. Anh ăn ăn sao làm đây? Anh khác. Tại mình đứng ngược thôi. Bạn ăn mới làm đây, mình những cái đèn. Bây giờ mình đóng gói thịt chà bông và heo quay để cho em mang về ăn. Tại vì á, ở bên anh á, có những món nó không có được ngon như ở nhà làm. Cũng nó thích ăn cái gu của mình làm á. Nên là về là tranh thủ mình làm đồ ăn cho mang về, cho em nó mang về bên anh. Ăn để dành á, để tủ đá. Mà ở bên anh á, đồ ăn á, là nó sẽ đắt hơn ở bên Pháp nhiều nha các bạn. Là tại vì mình nghe em kể á, một hộp cà phê của Pháp ở bên này á, không tới 2 euro thì ở bên anh á, 8 ly á, nên đồ ăn rất là đắt. Nên là ra em về là tranh thủ có mua được gì thì mua để tiết kiệm hơn. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video và ủng hộ mình. Nếu thích video của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều và nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.